chào các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Bùi Huy Hoàng, giáo viên giảng dạy môn lịch sử của trường Trung học phổ thông Hưng Yên. Hôm nay thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức thực hiện. Các em thân mến, chủ đề dạy học mà thầy chuyển tới các em trong ngày hôm nay có tên là Quan hệ quốc tế 1945-2000. Thông qua chủ đề này, thầy sẽ hệ thống hóa kiến thức để giúp các em nắm chắc được 4 nội dung cơ bản của lịch sử quan hệ quốc tế 55 nửa sau thế kỷ 20. Cụ thể là phần thứ nhất, chúng ta sơ lược lại những nét chính về hội nghị Yalta và sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Thứ hai là về cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Thứ ba đó là về tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh. Và thứ tư là về Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế lớn nhất có vai trò và ảnh hưởng đặc biệt quan trọng trong quan hệ quốc tế hơn 70 năm qua. Và bây giờ thầy xin mời các em cùng đi vào tìm hiểu từng nội dung của chủ đề này. Phần một lớn là hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945 và sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Thế trước khi đi vào hệ thống hóa những nội dung kiến thức có liên quan tới hội nghị Yalta đấy, thì thầy có hai câu hỏi muốn trao đổi cùng với các em lưu ý nhé. Câu hỏi thứ nhất này là em hiểu thế nào là trật tự thế giới. Câu hỏi thứ hai là theo em ấy, thì trật tự thế giới thường được hình thành khi nào? Thì từ thực tiễn quan hệ quốc tế đấy, các nhà chính trị và các nhà nghiên cứu đã đưa ra một khái niệm hết sức ngắn gọn về quan hệ quốc tế mà các em đang thấy trên màn hình. Đó là trật tự thế giới là sự sắp xếp, phân bổ và cân bằng cán cân quyền lực giữa các cường quốc nhằm duy trì sự ổn định trong quan hệ quốc tế. Nếu mà đọc cái khái niệm này lên, các em thấy nó sẽ có hai cái vấn đề các em cần phải lưu tâm. Cái thứ nhất ấy, đó là trật tự thế giới là sự sắp xếp, phân bổ và cân bằng cán cân quyền lực giữa các cường quốc với mục đích là duy trì sự ổn định trong quan hệ quốc tế. Đấy. Thực tiễn lịch sử quan hệ quốc tế hơn 200 năm qua đã cho chúng ta thấy là trong quan hệ quốc tế, cứ khi nào cán cân quyền lực giữa các cường quốc có sự mất cân bằng sẽ là lúc thế giới của chúng ta mất trật tự. Và khi thế giới đã mất trật tự ấy, thì nguy cơ của một cuộc chiến tranh khu vực hoặc một cuộc chiến tranh thế giới lại xuất hiện. Thế khi nghiên cứu về sự hình thành và sụp đổ của các trật tự thế giới đấy, thì các nhà nghiên cứu cũng đưa ra hai cái đặc điểm trong quá trình hình thành của các trật tự thế giới. Đặc điểm thứ nhất ấy, đó là trật tự thế giới thì thường được hình thành sau các cuộc chiến tranh khu vực và các cuộc chiến tranh thế giới giữa các cường quốc. Cái thứ hai đấy là trật tự thế giới thường được định hình, được dàn xếp, được sắp xếp từ trong các hội nghị quốc tế giữa các cường quốc. Sự ra đời của trật tự Versailles Washington là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Trật tự hai cực Yalta cũng vậy. Nó ra đời sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử loài người của chúng ta. Đấy. Và nó cũng được dàn xếp, nó cũng được định hình, nó cũng được phôi thai từ một trong những cái hội nghị quốc tế lớn và rất nổi tiếng trong thế kỷ thứ 20, đó chính là hội nghị Yalta. Đấy. Với nội dung kiến thức của phần một lớn này thì thầy sẽ giúp em hệ thống lại toàn bộ kiến thức về hội nghị Yalta bằng một cái bảng biểu mà các em thấy trên màn hình đây. Thứ nhất, nói về hoàn cảnh lịch sử thì hội nghị Yalta diễn ra trong một cái bối cảnh đó là cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đang đi vào giai đoạn kết thúc. Khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đang đi vào giai đoạn kết thúc, cục diện chiến tranh đang ngã ngũ với gần như là thắng lợi đã thuộc về hoàn toàn các nước đồng minh, thì có rất nhiều các vấn đề cấp bách đặt ra đối với các cường quốc đồng minh, mà trong đó nó nổi bật lên có ba vấn đề quan trọng nhất. Một là việc nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. Hai là việc tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. Và thứ ba, rất quan trọng là phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. Và để giải quyết những cái công việc cấp bách, những cái nhiệm vụ cấp bách này, thì các cường quốc đồng minh đã quyết định triệu tập một cái hội nghị quốc tế. Và hội nghị này đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945. Địa điểm là tại thành phố Yalta của Liên Xô. Đấy. Tham dự hội nghị này thì như các em đã biết thì gồm có nguyên thủ của ba cường quốc là Liên Xô, Mỹ, Anh. Ba cường quốc là trụ cột của phe đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít. Các em cùng hướng lên màn hình để chúng ta quan sát lại chân dung của ba vị nguyên thủ quốc gia của ba cường quốc đã tham gia hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945. Từ trái sang phải, lần lượt các em đều biết, một là Thủ tướng Anh Churchill này, hai là Tổng thống Mỹ Roosevelt và ba là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Stalin. Thế sau một tuần đàm phán tranh luận nhau một cách gay gắt, cuối cùng
Kết thúc hội nghị, nguyên thủ ba cường quốc cũng đã đưa được ra ba quyết định rất quan trọng. Cái quyết định thứ nhất ấy, là họ thống nhất mục tiêu chung là phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Và tại hội nghị này, ấy, Liên Xô cũng đã chấp nhận đề nghị của các nước Anh và Mỹ là sẽ tham gia cuộc chiến tranh chống Nhật ở châu Á khi phát xít Đức bị đánh bại ở châu Âu trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng. Và cái thứ hai đấy, hội nghị quyết định là sẽ thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Và cái quyết định thứ ba rất quan trọng, nó liên quan trực tiếp tới quan hệ quốc tế sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, đó là họ thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. Đấy. Các em thấy là trong vòng 8 ngày, nguyên thủ quốc gia đưa được ba quyết định. Mặc dù chỉ là ba quyết định thôi, nhưng đây là ba quyết định rất hệ trọng. Nó liên quan trực tiếp tới tình hình an ninh chính trị và hòa bình thế giới sau chiến tranh. Mà cụ thể trực tiếp vào đây, ấy, nó đã tạo ra khuôn khổ để hình thành nên một cái trật tự thế giới mới. Cái trật tự này sẽ thay thế cho cái trật tự Versailles Washington, vốn đã bị các nước đế quốc phá vỡ vào năm 1939. Đó chính là trật tự hai cực Yalta. Khi trật tự hai cực Yalta được thiết lập, ấy, nó sẽ được từng bước ra đời ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, và sau đó được duy trì suốt gần 50 năm sau đó. Vậy thì một cái trật tự ra đời ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai rồi từng bước được duy trì suốt gần nửa thế kỷ sau đó, thì một câu hỏi đặt ra đối với chúng ta là cái đặc trưng lớn nhất của trật tự này là gì? Trật tự hai cực Yalta nó có điểm gì khác so với trật tự Versailles Washington? Thì cái đặc trưng nổi bật nhất của trật tự hai cực Yalta nó nằm ở chỗ, đó là thế giới của chúng ta đã bị phân chia thành hai phe. Đó là phe tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu và phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô làm trụ cột. Đây là cái đặc trưng nổi bật này, đặc trưng chủ yếu chi phối các mối quan hệ quốc tế suốt gần 50 năm nữa sau thế kỷ thứ 20. Và khi mà thế giới của chúng ta đã bị phân chia thành hai phe đấy, đấy, với hai cái chế độ chính trị xã hội đối lập nhau hoàn toàn đấy, thì trong lòng quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới lần thứ hai nó lại xuất hiện một cái mâu thuẫn rất là gay gắt, rất sâu sắc. Đấy chính là mâu thuẫn giữa hai siêu cường Xô Mỹ và mâu thuẫn giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Đấy. Cái mâu thuẫn này nó rất toàn diện, nó diễn ra trên cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, lẫn văn hóa, tư tưởng. Do vậy nó cực kỳ gay gắt và sâu sắc. Những cái điểm khác biệt giữa trật tự Versailles Washington với trật tự hai cực Yalta nó nằm ở chỗ. Nếu như các em thấy là cái mâu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc đầu thế kỷ thứ 20 ấy, đúng không? Nó đã đẩy loài người của chúng ta tới cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, rồi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Những cái mâu thuẫn giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, mặc dù nó rất toàn diện, nó rất gay gắt, nó rất sâu sắc, nhưng nó lại không dẫn loài người của chúng ta tới cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, mà nó chỉ đẩy hai siêu cường, nó đẩy hai phe tới một cuộc chiến tranh không có tiếng súng, một cuộc chiến tranh không có đổ máu. Cuộc chiến tranh không có tiếng súng, cuộc chiến tranh không có đổ máu đó, người Mỹ người ta gọi là chiến tranh lạnh. Vậy thì chiến tranh lạnh nó được khởi nguồn như thế nào? Đấy, nó kết thúc ra làm sao? Thì thầy mời các em sang phần 2 lớn để chúng ta cùng sơ lược lại những nội dung cơ bản về cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Đấy. Trước khi đi sơ lược lại những nội dung kiến thức cơ bản về cuộc chiến tranh lạnh ấy, thì các em cũng cần phải nắm được những cái mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình lịch sử quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000. Xét trên bình diện quan hệ quốc tế thì lịch sử quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000, các em quan sát ấy, được chia làm hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là từ năm 1945 đến năm 1989. Đây là thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Nhưng mà năm 1989 thì cuộc chiến tranh lạnh sau hơn 40 năm đã chấm dứt. Và khi cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt vào năm 1989 thì từ đó trở đi thế giới chúng ta bước vào thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Xét riêng về các giai đoạn của cuộc chiến tranh lạnh thì cuộc chiến tranh lạnh cũng được chia làm hai thời kỳ. Cái thời kỳ thứ nhất kéo dài từ năm 1945 đến đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Đây là thời kỳ khởi nguồn và đối đầu đầy căng thẳng giữa hai siêu cường Xô Mỹ, giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Nhưng sau khoảng 30 năm đối đầu nhau một cách gay gắt thì từ đầu thập kỷ 70 trở đi, cái xu thế hòa hoãn đã xuất hiện trong quan hệ quốc tế. Hai siêu cường, hai phe
đã dần dần tiến tới hòa hoãn và đi tới chỗ kết thúc cuộc chiến tranh này vào năm 1989. Thế thì về cuộc chiến tranh lạnh ấy, thì với đối tượng là học sinh phổ thông, các em cũng chỉ cần nắm được có 4 cái vấn đề chính của cuộc chiến tranh lạnh thôi. Thứ nhất là các em nắm được về nguồn gốc của cuộc chiến tranh lạnh. Cái thứ hai là những sự kiện khởi đầu của cuộc chiến tranh lạnh. Và cái thứ ba, quá trình chấm dứt chiến tranh lạnh của hai siêu cường Xô Mỹ và hai phe. Và cuối cùng, khi chiến tranh lạnh chấm dứt rồi, các em cũng phải lý giải được nguyên nhân vì sao. Vào năm 1989, hai siêu cường Xô Mỹ lại quyết định chấm dứt chiến tranh lạnh. Thì để có thể ôn tập cái nội dung phần kiến thức này thì các em có nhiều cách khác nhau. Cách đơn giản nhất là các em có thể hệ thống hóa lại kiến thức cái 4 mục này vào một cái bảng biểu giống như thầy đã từng trình bày ở phần 1. Hoặc các em có thể thay đổi từ 4 cái ý này, các em phát triển lên thành một cái sơ đồ tư duy. Thầy lấy thí dụ. Đầu tiên, khi nói về nguồn gốc của chiến tranh lạnh, các em đều biết là cái cuộc chiến tranh lạnh này nó bắt nguồn trước hết từ sự đối lập nhau về mục tiêu chiến lược giữa hai siêu cường Liên Xô và Mỹ. Đấy, các em đều biết là sau chiến tranh thế giới thứ hai, trong khi Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới, thì ngược lại, Mỹ lại ra sức chống phá Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới để thực hiện cái mưu đồ làm bá chủ thế giới. Đấy. Và đây, cái sự đối lập mục tiêu chiến lược giữa hai siêu cường nó được coi là cái nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới mâu thuẫn giữa hai siêu cường. Để từ đó đẩy hai siêu cường, đẩy hai phe tới tình trạng chiến tranh lạnh. Cái thứ hai đấy, cái chiến tranh lạnh nó còn bắt nguồn từ cái chính cái tham vọng của giới cầm quyền Mỹ, đó là cái tham vọng làm bá chủ thế giới. Bởi vì các em biết là sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong khi các nước tư bản đế quốc khác suy yếu một cách trầm trọng, thì riêng nước Mỹ lại vươn lên một cách rất mạnh mẽ. Đấy. Mỹ lại độc quyền vũ khí hạt nhân trong tay, dựa vào sức mạnh về mặt kinh tế, chính trị và quân sự đấy. Đấy. Mỹ đã trong tư tưởng của giới cầm quyền Mỹ mới nảy sinh cái tham vọng làm bá chủ thế giới. Những cái tham vọng làm bá chủ thế giới này của Mỹ thì lại gặp phải một cái hòn đá tảng rất lớn, một cái rào cản rất lớn, đó chính là sự lớn mạnh của Liên Xô, của phe xã hội chủ nghĩa và của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Đấy. Bởi vì như các em cũng đã được các thầy cô giáo giảng dạy, các em đều biết đấy, đó là sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội từ một nước là Liên Xô lan sang các nước Đông Âu, rồi từ châu Âu lan sang châu Á, thậm chí vượt qua cả Đại Tây Dương, lan sang cả Tây Bán Cầu, nên là đất nước Cuba nhỏ bé và trở thành một hệ thống thế giới. Còn phong trào giải phóng dân tộc thì phát triển rất là rầm rộ, sôi nổi ở khắp các nước Á, Phi, Mỹ, Latin. Hàng trăm quốc gia độc lập đã ra đời. Điều này làm cho giới cầm quyền bị hết sức hoảng sợ, vì Mỹ sẽ không dễ dàng gì có thể khống chế được Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa, để thực hiện cái mưu đồ làm bá chủ thế giới. Đấy. Muốn vươn lên cái ngôi vị bá chủ thì buộc Mỹ phải đánh bại một đối thủ nguy hiểm nhất. Đấy. Đó là Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa. Nhưng đánh bại Liên Xô bằng con đường nào bây giờ? Phát động chiến tranh nóng trong thời điểm mà chiến tranh thế giới thứ hai vừa mới kết thúc. Đấy. Những chết chóc, những thiệt hại mà nó gây ra vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của nhân loại chúng ta là điều giới cầm quyền Mỹ dường như không muốn. Đặc biệt là từ năm 1949, khi Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, thì giới cầm quyền Mỹ thừa hiểu rằng một cuộc chiến tranh trong thời đại hạt nhân, một cuộc chiến tranh nóng trong thời điểm có bom nguyên tử, sẽ không có kẻ thắng và người thua. Thay vào đó chỉ là sự hủy diệt lẫn nhau và là sự hủy diệt cả sự sống trên hành tinh này thôi. Do đó giới cầm quyền Mỹ họ mới xác định làm sao nhỉ? Nếu như không tiêu diệt được Liên Xô ngay bằng một cuộc chiến tranh nóng, thì sẽ từng bước đánh bại Liên Xô bằng một cuộc chiến tranh lạnh. Do đó họ đã phát động chiến tranh lạnh để chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Đấy. Nhiệm vụ tiếp theo của các em đó là các em phải nắm được những sự kiện khởi đầu của chiến tranh lạnh. Mỹ chính là nước khởi đầu của chiến tranh lạnh. Vậy thì Mỹ đã khởi động chiến tranh lạnh như thế nào? Đấy. Cái sự kiện đầu tiên dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường và giữa hai phe, đó là sự kiện diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm 47. Và ngày này, trong thông điệp đọc tại Quốc hội Mỹ, thì Tổng thống Mỹ lúc đó là Truman đã chính thức khởi động cái học thuyết Truman. Đúng không? Và chính cái sự ra đời của học thuyết Truman này, các em thấy nó đẩy quan hệ Mỹ-Xô từ quan hệ đồng minh trong chiến tranh thành quan hệ đối đầu trong thời bình. Đấy. Em cùng quan sát lên trên màn hình để chúng ta nhớ về vị Tổng thống thứ 33 của nước Mỹ.
người đã châm ngòi, đã khởi đầu cho cuộc chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường và giữa hai phe. Thế khi học thuyết Truman ra đời thì sau khi học thuyết Truman ra đời thì Mỹ lập tức sử dụng cái sức mạnh về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về mặt quân sự để tập hợp các nước đồng minh, tạo ra những cái khối nước đối lập với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Mà cái bước đi thứ hai của Mỹ nó diễn ra ngay sau đó có 3 tháng, đó là vào tháng 6 năm 47. Ngoại trưởng Mỹ lúc đó đã vạch ra kế hoạch phục hưng châu Âu, mà sau này chúng ta quen gọi là kế hoạch Marshall. Với kế hoạch này, Mỹ sẽ chi ra 17 tỷ đô la giúp các nước Tây Âu phục hồi lại nền kinh tế. Kế hoạch Marshall ban đầu nó mang tên một cái Mỹ từ lấy kế hoạch phục hưng châu Âu, nhưng thực chất nó phục vụ cho cái mưu đồ của Mỹ là lôi kéo các nước phương Tây về phía mình, tạo thành một cái liên minh nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. Và cái hành động thứ ba rất nguy hiểm của Mỹ, đó là vào ngày 4 tháng 4 năm 1949, Mỹ, Canada và 11 nước phương Tây đã thành lập ra cái liên minh quân sự lớn nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Đó là khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Khối NATO ra đời nó trở thành một trong những công cụ đắc lực của Mỹ trong cái chính sách chiến tranh lạnh, trong cái chính sách bao vây, cô lập, chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Các em nhìn thấy ba cái hành động này thì các em sẽ thấy là ba cái hành động này của Mỹ nó chỉ hướng tới một đối thủ duy nhất, đó là Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Bao vây, cô lập, cấm vận, thậm chí sẵn sàng tiến hành tấn công quân sự Liên Xô nếu cần thiết. Thế thì để bảo vệ mình, bảo vệ các nước anh em, đồng minh của mình thì buộc Liên Xô phải có những cái đối sách. Vậy thì đối sách của Liên Xô là gì? Đấy. Thế em ghi nhớ hai cái sự kiện. Sự kiện thứ nhất là vào tháng 1 năm 1949, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã thành lập ra Hội đồng Tương trợ Kinh tế. Tương trợ tức là giúp đỡ nhau trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, để hạn chế phần nào cái chính sách bao vây, cô lập, cấm vận của Mỹ và các nước đồng minh phương Tây. Và cái hành động thứ hai là vào tháng 5 năm 1955, trước sự ra đời của khối NATO đấy, thì Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã quyết định thành lập tổ chức Hiệp ước Warsaw. Đấy, một liên minh chính trị quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. Đấy, nhằm chống lại cái mối đe dọa tiềm tàng từ khối NATO. Và như vậy đến năm 1955, em cùng quan sát lên được đồ thế giới. Khi khối NATO và khối Hiệp ước Warsaw ra đời, cục diện hai cực hai phe đã thể hiện rõ trên bản đồ thế giới. Các em nhìn cái chú thích. Sau đó các em phóng tầm mắt lên được đồ, các em thấy toàn bộ các quốc gia từ châu Âu cho tới Bắc Mỹ được tô màu xanh đây, là ám chỉ các nước thuộc phe tư bản chủ nghĩa. Còn màu đỏ đây, đấy, trên bản đồ thế giới là chỉ các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường, giữa hai phe nó đã chính thức bắt đầu. Từ châu Âu sau đó nó lan rộng ra khắp thế giới, nó bao trùm khắp thế giới. Nhưng như các em học lịch sử thì các em đều biết là bất kỳ một cuộc chiến tranh nào rồi cuối cùng nó cũng sẽ phải đi tới hồi kết. Sau hơn 40 năm chạy đua vũ trang một cách điên cuồng, đối đầu nhau một cách gay gắt, đu đưa trên miệng hố chiến tranh, có những lúc tưởng chừng như đẩy nhân loại của chúng ta tới nguy cơ của một cuộc chiến tranh nóng, rồi cuối cùng Liên Xô và Mỹ cũng phải xuống thang, đi tới hòa hoãn và kết thúc lại cái cuộc chiến tranh này. Vậy thì cái quá trình kết thúc chiến tranh lạnh thì nó diễn ra như thế nào? Các em lại sang cái ý thứ tư. Cái quá trình kết thúc chiến tranh lạnh thì các em chỉ cần lắm được có 4 cái sự kiện cơ bản. Cái tín hiệu đầu tiên trong quan hệ hòa hoãn Đông Tây là nó xuất hiện từ nước Đức. Vào ngày 9 tháng 11 năm 1972, hai nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức đã ký cái hiệp định Bonn về những cơ sở có quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. Các em đều biết là trong thế kỷ thứ 20 thì nước Đức ghi rất nhiều những cái dấu ấn trong lịch sử quan hệ quốc tế. Nói đến chiến tranh thế giới thứ nhất chúng ta cũng phải nhắc tới nước Đức. Nói tới chiến tranh thế giới thứ hai các em cũng phải nói đến nước Đức. Và sau chiến tranh nước Đức bị chia làm đôi. Hai nước đi theo hai chế độ chính trị khác nhau. Nước Đức trở thành biểu tượng cho sự chia cắt Đông Tây. Thế mà vào năm 1972, hai nước này lại ký cái hiệp định về những cơ sở giữa quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. Họ tôn trọng nhau, thiết lập quan hệ láng giềng thân thiện.
Và rõ ràng đây là một trong những cái nút thắt quan trọng của cuộc chiến tranh lạnh đã được tháo gỡ. Cái sự kiện thứ hai nó cũng diễn ra vào ngay năm 1972. Nó liên quan đến cuộc chạy đua vũ trang giữa hai siêu cường Xô Mỹ. Thì sau 30 năm chạy đua vũ trang một cách điên cuồng thì đến nửa đầu thập niên 70, Liên Xô và Mỹ đã có trong tay một cái kho vũ khí hạt nhân khổng lồ đủ để hủy diệt nhau và hủy diệt nhiều lần sự sống trên hành tinh này. Đấy. Việc chế tạo bom nguyên tử hoặc các loại vũ khí dường như trở lên không cần thiết nữa. Cho nên họ đã quyết định là hạn chế một bước cuộc chạy đua vũ trang bằng cách là họ thỏa thuận về việc hạn chế một số loại vũ khí chiến lược. Và họ ký hai hiệp ước rất quan trọng, đó chính là hiệp ước ABM và hiệp ước San 1. Và cái sự kiện thứ ba đánh dấu cái quá trình hòa hoãn Đông Tây diễn ra vào tháng 8 năm 1975. Vào tháng này thì vào thời điểm này thì các em đều biết là Mỹ này, Canada và 33 nước châu Âu đã ký định ước Helsinki. Và nó tạo ra một cơ chế nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp xung đột ở châu Âu. Châu Âu vốn là một lục địa già, là nơi chứng kiến hai cuộc chiến tranh, là chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai. Rồi lại là trung tâm của cuộc chiến tranh lạnh. Sự ra đời của cái định ước Helsinki rõ ràng nó tạo ra một cơ chế, nó làm cho hòa bình và an ninh ở châu Âu để được củng cố một cách vững chắc hơn một chút. Đấy. Và đỉnh điểm của cái xu thế hòa hoãn Đông Tây này đó là vào ngày 3 tháng 12 năm 1989, trong một cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Tổng thống Mỹ lúc đó là George Bush và Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, thì hai nguyên thủ của hai siêu cường đã cùng tuyên bố kết thúc chiến tranh lạnh. Các em hướng lên trên màn hình. Nếu như khởi đầu chiến tranh lạnh, chúng ta nhớ về vị Tổng thống thứ 33 của nước Mỹ là Truman. Thì hạ màn cuộc chiến tranh lạnh này, chúng ta phải nhớ về hai nguyên thủ, hai tổng thống của hai siêu cường. Đó là Tổng thống Mỹ George Bush và Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Cái vấn đề thứ tư các em cũng cần phải nắm được, đó là chúng ta phải lý giải là vậy thì vì sao cái cuộc chiến tranh lạnh này nó kéo dài hơn 40 năm, cuối cùng nó lại chấm dứt vào năm 89. Vì sao năm 1947 Mỹ đơn phương phát động chiến tranh lạnh, hơn 40 năm sau Mỹ lại phải cùng với Liên Xô kết lại cái cuộc chiến này? Thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà đối với đối tượng là học sinh phổ thông thì các em cần nắm được hai cái nguyên nhân cơ bản thôi. Đấy. Cái nguyên nhân thứ nhất ấy, chính là cái cuộc chạy đua vũ trang kéo dài tới hơn 40 năm đã khiến cho hai quốc gia quá tốn kém, quá mệt mỏi. Và do họ quá tốn kém như này cho nên họ đã bị suy giảm thế mạnh trên rất nhiều mặt. Trong lúc Liên Xô và Mỹ cứ nao mình vào chạy đua vũ trang, đúng không? Thì các em thấy là Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức và các nước Tây Âu nói chung sau chiến tranh đấy là ưu tiên cho phát triển kinh tế. Và kết quả sau hơn 40 năm, chúng ta thấy là từ hai bãi chiến trường hoang tàn của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản và Tây Âu đã nhanh chóng vươn lên, trở thành những trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới. Và với sức mạnh kinh tế tài chính của mình, họ đe dọa các cái vị thế của Liên Xô và Mỹ này. Đấy. Như vậy đến cuối những năm 80 thì chúng ta thấy là Liên Xô và Mỹ gặp cả những khó khăn ở trong nước, những khó khăn ở bên ngoài. Đặc biệt là sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và Tây Âu đây. Chính vì họ suy giảm trên nhiều mặt và bị các đối thủ là Nhật Bản, Tây Âu cạnh tranh mạnh mẽ như này cho nên buộc giới lãnh đạo hai nước Xô Mỹ phải tính toán lại cái bước đi của mình. Và một trong những cái bước đi mà họ muốn dừng lại nhất lúc này đó chính là cuộc chiến tranh lạnh. Và họ đã quyết định hạ màn cuộc chiến tranh ấy vào năm 1989. Và nếu như các em thiết lập một cái sơ đồ tư duy như thế này thì kết thúc mục 2 lớn, các em sẽ có một cái sơ đồ tư duy tổng hợp như là trên màn hình các em cùng quan sát. Vậy thì cái cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn 40 năm cuối cùng đã kết lại vào năm 1989. Vậy thì khi chiến tranh lạnh chấm dứt, một chương mới mở ra trong quan hệ quốc tế thì tình hình thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Thì thầy mời các em sang phần 3 lớn để chúng ta cùng sơ lược lại những nội dung cơ bản của tình hình thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Về phần này các em có thể tiếp tục sử dụng cái sơ đồ tư duy như thầy hướng dẫn đi. Thứ nhất về tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh thì các em chỉ cần nắm được 3 cái nội dung thôi. Đấy, cái nội dung thứ nhất đó là các em phải nắm được những cái biến đổi của tình hình thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt.
Tức là sau năm 1989, sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, thì tình hình thế giới của chúng ta nó có những cái sự kiện nổi bật nào? Đấy, thì ở đây chúng ta chỉ cần lưu tâm có hai cái sự kiện rất quan trọng. Nó diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô. Đó là sau một thời gian lâm vào khủng hoảng, thì cuối cùng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũng đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991. Đấy. Liên Xô là một cực trong trật tự hai cực. Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là một phe trong trật tự thế giới gồm hai phe. Vậy mà bây giờ Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, thì có nghĩa là trật tự hai cực Yalta ra đời sau chiến tranh thế giới thứ hai cũng chính thức sụp đổ vào năm 1991. Đấy. Và đây là một trong những cái sự kiện bước ngoặt của lịch sử quan hệ quốc tế thế kỷ 20. Các em cũng cần phải lưu tâm. Đấy. Vậy thì khi chiến tranh lạnh chấm dứt, trật tự thế giới Yalta sụp đổ, thì thế giới của chúng ta sẽ phát triển theo những xu thế nào? Đấy, thì sách giáo khoa đã trình bày rất rõ bốn cái xu thế. Các em cần phải lưu tâm để bổ sung vào cái lược đồ tư duy của các em. Đúng không? Cái xu thế thứ nhất ấy, là trật tự hai cực Yalta đã sụp đổ. Một trật tự thế giới mới này đang trong quá trình hình thành. Và xét tương quan giữa các cường quốc như là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước Tây Âu, thì người ta cho rằng là cái trật tự thế giới này nó sẽ hình thành theo cái xu hướng đa cực và nhiều trung tâm. Cái thứ hai là các em xét về một trong những cái điều chỉnh mang tính chất chiến lược rất quan trọng của hầu hết các quốc gia trên thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Bởi vì chiến tranh lạnh chấm dứt này, nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới đã lùi xa. Thì vấn đề quân sự không được nổi lên nữa. Tất cả các nước đều điều chỉnh chiến lược ưu tiên cho phát triển kinh tế. Đấy, trong đó có Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Đấy, suốt hơn 30 năm qua là chúng ta đổi mới rất mạnh mẽ. Đấy, kinh tế bây giờ nó trở thành cái trụ cột quan trọng nhất của quốc gia, nó quyết định sức mạnh của mỗi quốc gia dân tộc. Cho nên các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược tập trung vào phát triển kinh tế. Và cái xu thế thứ ba chúng ta cũng phải lưu ý, đó là nhân tố nước Mỹ sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Liên Xô sụp đổ, nhưng một cực còn lại của trật tự hai cực Yalta trước kia là Mỹ thì vẫn còn. Thậm chí các em thấy là Mỹ còn mạnh lên rất nhiều. Và dựa vào những cái ưu thế, cái sức mạnh về mặt kinh tế, chính trị, quân sự và khoa học kỹ thuật ấy, thì giới cầm quyền Mỹ hiện nay đang ra sức thiết lập một cái trật tự thế giới một cực. Trong thế giới một cực này, Mỹ sẽ giữ vai trò là trụ cột lãnh đạo thế giới. Và một cái xu thế thứ tư các em cũng cần phải lưu tâm, đó là chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đã lùi xa. Những ước mơ có một nền hòa bình lâu dài trên trái đất này thì không phải nơi nào cũng có. Nhiều nơi trên thế giới hiện nay vẫn còn chứng kiến rất nhiều các cuộc xung đột, nội chiến, đấy, mâu thuẫn sắc tộc. Đấy. Và làm cho tình hình thế giới của chúng ta nó vẫn chưa thực sự ổn định. Đấy. Vậy thì trên cơ sở bốn cái xu thế chính này thì dòng thời đại của chúng ta nó sẽ phát triển theo hướng nào trong thế kỷ thứ 21? Đấy. Thì căn cứ vào những biến đổi ở thời điểm hiện tại thì các nhà phân tích cho rằng là cái xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển nó vẫn sẽ là cái xu thế chính của thời đại. Đấy, và chính cái xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển này nó tạo ra rất nhiều thời cơ thuận lợi để các quốc gia, các dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng ta, có thể vươn lên. Đấy. Nhưng mà xu thế này nó lại bị ảnh hưởng một cách rất nghiêm trọng. Em cùng quan sát lên màn hình để chứng kiến cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Và ngày này các thế lực khủng bố đã tấn công nước Mỹ. Và trong vòng có vài tiếng đồng hồ, em thấy là những biểu tượng về mặt sức mạnh, về mặt kinh tế và quân sự của Mỹ đã sụp đổ. Hơn 3.000 người của 90 quốc gia đã chết. Sau cái sự kiện này, sau cái sự kiện khủng bố này thì nước Mỹ lại phát động cuộc chiến tranh chống khủng bố. Cuộc chiến tranh chống khủng bố cứ bắt đầu từ năm 2001 đến tận ngày hôm nay. Rõ ràng nó làm cho tình hình thế giới của chúng ta nó cũng chưa ổn định. Như vậy sau khi kết thúc phần 3 này, các em cần nắm được 3 ý lớn này. Một là tình hình thế giới này. Hai là xu thế phát triển chính của thế giới. Và ba là xu thế phát triển của thời đại. Thế thì khi nói về quan hệ quốc tế 50 năm nữa sau thế kỷ 20 thì các em không thể bỏ qua được một tổ chức quốc tế rất lớn. Một tổ chức quốc tế được mệnh danh là siêu nhà nước, tập hợp hầu hết các quốc gia độc lập và có chủ quyền trên thế giới hiện nay. Đó chính là Liên Hợp Quốc. Một tổ chức đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế suốt hơn 70 năm qua. Thế thì về tổ chức Liên Hợp Quốc thì có rất nhiều điều để nói. Nhưng với học sinh trung học phổ thông thì các em chỉ cần nắm được 5 cái vấn đề lớn. Ấy. Thứ nhất, các em cần nắm được đó là sự ra đời của Liên Hợp Quốc này.
hai là mục tiêu của Liên Hợp Quốc này, ba là nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc này, bốn là các cơ quan chính của Liên Hợp Quốc này, và cuối cùng năm, 70 năm qua các em chỉ ra Liên Hợp Quốc đóng vai trò như thế nào trong đời sống chính trị quốc tế. Phần này thì sách giáo khoa viết rất là chi tiết, rõ ràng. Đấy. Thầy sẽ không phát triển tiếp cái sơ đồ tư duy ở đây mà dành cho các em. Đấy. Thầy hy vọng rằng sau khi tiết học này kết thúc, các em ngồi trước bàn khoảng 15 phút. Trên cơ sở các em kết hợp sách giáo khoa vở ghi của các thầy cô, các em hoàn chỉnh lại cho thầy cái sơ đồ này. Thầy lấy thí dụ, khi nói về nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc thì các em chỉ cần chỉ ra 5 cái nguyên tắc kia của Liên Hợp Quốc là đủ. Như trong sách giáo khoa ghi rất rõ ràng. Đấy. Hai, khi nói về các cơ quan của Liên Hợp Quốc ấy, các em chỉ ra 6 cơ quan chính. Như là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế Xã hội, Hội đồng Quản thác, Tòa án Quốc tế và Ban Thư ký. Như vậy chỉ còn lại có 3 cái vấn đề đó là sự ra đời, này, mục tiêu và vai trò. Thì các em cùng ngồi trước bàn, các em dở sách in và các em kết hợp với vở ghi của thầy cô, các em bổ sung nốt vào. Và khi các em đã bổ sung nốt thì coi như các em đã nắm vững được những cái nét khái quát nhất, quan trọng nhất về tổ chức Liên Hợp Quốc. Và khi các em đã hoàn thành cái sơ đồ tư duy này, nắm được những nét lớn về Liên Hợp Quốc, thì có nghĩa là cái chủ đề mà thầy ôn tập cho các em ngày hôm nay cũng kết thúc tại đây. Trước khi ngừng lời, thầy luôn chúc tất cả các em là luôn mạnh khỏe, học tập thật tốt. Chào tất cả các em.